Tháng 10 vừa qua thực sự là một bữa tiệc dành cho game thủ với hàng loạt tựa game đa thể loại được ra mắt. Từ bầu không khí kinh dị của Silent Hill 2 Remake, những pha hành động căng thẳng trong Call of Duty Black Ops 6, đến câu chuyện cảm động của Life is Strange Double Exposure và cả sức hút của Dragon Ball Sparking Zero. Tất cả đã làm nên một tháng 10 sôi động. Tháng 11 liệu có gì nổi bật? Cùng chúng mình điểm qua những tựa game sẽ ra mắt nhé! Chót là một tựa game phiêu lưu nhập vai, sẽ đưa bạn vào vai Isla, một cô gái trẻ khao khát thoát khỏi cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình khi người anh trai của cô đã mất tích một cách bí ẩn trong hành trình tìm kiếm ngọn núi huyền thoại Albatross. Isla đã quyết định dấn thân vào vùng đất cấm. Hành trình của Isla sẽ đưa bạn khám phá những khung cảnh tuyệt đẹp, từ những bãi biển cát trắng trải dài đến những đỉnh núi băng giá phủ đầy tuyết. Cùng với âm nhạc du dương, thế giới của Albatross sẽ cuốn hút bạn vào một cuộc phiêu lưu đầy kỳ ảo. Trong hành trình, bạn sẽ gặp gỡ những cư dân bản địa, khám phá những ngôi làng bí ẩn và thu thập những vật phẩm quý giá. Việc quản lý tài nguyên một cách khôn ngoan là chìa khóa để vượt qua những thử thách đầy khắc nghiệt của vùng đất này. Để sinh tồn và khám phá sâu hơn, bạn có thể nâng cấp kỹ năng của Isla thông qua hệ thống cây kỹ năng đa dạng. Mở khóa những kỹ năng mới sẽ giúp cho bạn đối mặt với mọi thử thách và tiến xa hơn trên con đường tìm kiếm người anh trai đã mất tích. Albatross sẽ được phát hành trên nền tảng PS5, Xbox Series XS và PC vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. It really hurts. Drink more, it will do you good. It's an invigorant made from herbs. Formatia là một sự kết hợp độc đáo giữa thế giới nhập vai huấn luyện với vật và cuộc sống yên bình trên nông trại, đến từ Exit Game và Marvelous, ra mắt lần đầu tại sự kiện Nintendo Direct vào tháng 6 năm 2024. Formatia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ và fan manga nhờ đồ họa tuyệt đẹp mang đậm phong cách của họa sĩ Hiro Mashima, cha đẻ của Fairy Tail, Eden Zero và Ray Master. Trong Formatia, bạn sẽ trở thành một người nuôi dưỡng và huấn luyện quái vật tài ba. Xây dựng trang trại của riêng mình, bạn sẽ chăm sóc, huấn luyện và chiến đấu cùng những sinh vật kỳ lạ này. Khi khám phá thế giới rộng lớn, bạn sẽ gặp gỡ nhiều loài quái vật mới, mở khóa những kỹ năng độc đáo và nâng cấp trang trại để trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đặc biệt là Formatia không chỉ là một tựa game mà còn là một dự án đa phương tiện. Bên cạnh game, một bộ anime chuyển thể cũng đang được sản xuất, vẫn do Hiro Mashima đảm nhiệm thiết kế nhân vật. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một thế giới Formatia rộng lớn và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Nếu bạn đã từng đắm chìm trong thế giới của Power hay Pokemon và đang tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ, Formatia chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Hãy đón chờ tựa game này vào ngày 1 tháng 11 trên nền tảng PlayStation 5, Nintendo Switch và PC. Your flesh. Prostrate yourselves before my beauty. Unleash the power of a reaper. You wanna protect something? Tin vui cho các game thủ, tháng 11 này, một huyền thoại game đang chuẩn bị tái xuất giang hồ, Metal Slug, hay còn được biết đến với biệt danh Rambulon. Thế nhưng lần trở lại này có điều gì đó rất khác. Thay vì phong cách bắn súng 2D quen thuộc, Metal Slug lại lột xác hoàn toàn với gameplay chiến thuật theo lượt. Qua những hình ảnh đầu tiên, Metal Slug Tactics đang cho thấy tiềm năng cực kỳ lớn. Các nhân vật, bối cảnh vẫn được giữ nguyên nét đặc trưng vốn có của series. Đặc biệt, game còn khéo léo tích hợp các yếu tố mới như điều khiển xe tăng Metal Slug huyền thoại, tận dụng địa hình để đối đầu với các cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Tuy không còn là tựa game bắn súng 2D quen thuộc, nhưng Metal Slug Tactics hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm chiến thuật độc đáo và đầy hấp dẫn. Hãy đón chờ tựa game này vào ngày 5 tháng 11 trên nền tảng PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch và kể cả PC. Các bạn còn nhớ con dê quậy phá năm xưa không? Ghost Simulator là tựa game điên rồ nhất mọi thời đại, đã có lịch ra mắt bản remaster rồi đấy. Dù đã có tới phần 3, nhưng phiên bản gốc vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Đây là game đầu tiên cho phép bạn nhập vai làm con dê, mà không phải dê hiền lành đâu, mà là dê phá lại phá sớm. Mà các bạn biết điều gì thú vị không? Game này nổi tiếng bởi vì đúng rồi, những con bug không thể sửa đã vô tình tạo nên những tình huống cười ra nước mắt, khiến game càng thêm hấp dẫn. Tin vui là ngày 7 tháng 11 này, bản remaster sẽ chính thức ra mắt, không chỉ có đồ họa đẹp hơn mà còn đầy đủ các DLC và tất cả những con bug huyền thoại năm xưa. Các bạn đã sẵn sàng một lần nữa làm dê phá đảo thế giới chưa? Với
với đồ họa mới cực đẹp, hứa hẹn việc tạo ra sự hỗn loạn sẽ đã mắt hơn bao giờ hết. God Simulator sẽ chính thức phát hành trên nền tảng PlayStation 5, Xbox Series XS và PC vào ngày 7 tháng 11 năm nay. Tin vui cho fan Nintendo, cặp đôi huyền thoại Mario và Luigi cuối cùng cũng tái ngộ cho một bộ phim lưu hoàn toàn mới. Nhưng lần này không phải là chuyện giải cứu công chúa Peach nữa đâu. Hai anh em sẽ dông buồm ra khơi trên một hòn đảo hình thuyền khổng lồ. Nhiệm vụ của họ là kết nối các hòn đảo trong thế giới của Concordia. Và đây sẽ là cuộc phiêu lưu đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa hai anh em, sức mạnh phi thường của người anh Mario và trí thông minh sắc bén của người em Luigi. Game hứa hẹn sẽ mang đến những trận chiến gay cấn và những câu đố thú vị, thách thức người chơi phải vận dụng cả sức mạnh lẫn trí tuệ. Với những đánh giá review cực kỳ tích cực, có vẻ như đây sẽ là một bom tấn đáng để chờ đợi các fan của cặp đôi thợ sửa ống nước. Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới vào ngày 7 tháng 11 trên nền tảng Nintendo Switch. Luigi can also assist with other tasks. What a team player! You go, bro! Nếu bạn đang mong chờ một Silent Hill mới từ trailer của Slitherhead, có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Nhưng đừng vội tắt video, vì những gì mà game này mang đến còn hay hơn thế nhiều. Thay vì một tựa game kinh dị sinh tồn như nhiều người kỳ vọng, Slitherhead sẽ là một game hành động với các yếu tố kinh dị. Nhưng đó chưa phải là điều thú vị nhất. Điểm đặc biệt của game nằm ở cơ chế gameplay độc đáo. Người chơi sẽ điều khiển một thực thể có khả năng nhập vào bất kỳ nhân vật nào trong game. Nghe quen không? Đúng vậy, nó khá giống với tính năng Central trong Watch Dogs Legion hoặc cơ chế combat trong Driver San Francisco. Trong các trận chiến góc nhìn thứ ba, bạn sẽ không chỉ đánh đấm thông thường, thay vào đó, bạn sẽ liên tục chuyển đổi giữa các nhân vật để tồn tại và chiến đấu, một cách tiếp cận hoàn toàn mới với thể loại này. Và đó chưa phải là tất cả, game sẽ được thiết kế trong một thế giới bán mở tương tự như series Yakuza. Điều này có nghĩa bạn vừa có thể tự do khám phá, vừa có không gian đủ lớn để thưởng thức những màn combat hoành tráng. Với những yếu tố độc đáo này, Slitherhead hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm gaming hoàn toàn mới cho người chơi. Hãy đón chờ tựa game này vào ngày 8 tháng 11 trên các nền tảng PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS và PC. Sau cơn sốt Silent Hill 2 Remake, một tượng đài JRPG khác đang chuẩn bị tái xuất hoành tráng: Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Trong phiên bản làm lại này, bạn sẽ dẫn dắt một đội hình 3 người đồng hành độc đáo. Và này, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ về họ, từ nghề nghiệp, ngoại hình cho đến cả giọng nói. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Lần đầu tiên trong series, game giới thiệu nghề nghiệp độc quyền cực khó: huấn luyện quái vật. Không chỉ đánh bại chúng, giờ đây bạn có thể biến quái vật thành đồng minh của mình. Và đừng lo về đồ họa, dù là bản remake, Dragon Quest 3 vẫn giữ nguyên linh hồn pixel art quen thuộc, nhưng được nâng cấp với hiệu ứng HD 2D lung linh, một tác phẩm retro nhưng vô cùng hiện đại. Với những nâng cấp đáng giá này, Dragon Quest 3 HD 2D Remake đang chứng minh rằng đôi khi trở về quá khứ lại là cách tốt nhất để hướng tới tương lai. Tựa game sẽ được phát hành trên các nền tảng PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch và PC vào ngày 14 tháng 11. And formidable monsters await. An iconic RPG remade in HD 2D. Forge your own path. Bạn có sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới không? Ngày 14 tháng 11 này, tựa game LEGO Horizon Adventure sẽ chính thức phát hành trên PlayStation 5, Nintendo Switch và PC. Lần này chúng ta sẽ được chứng kiến một sự kết hợp đặc biệt giữa thế giới hậu tận thế của Horizon và sự sáng tạo đầy màu sắc của LEGO. Kết quả, một chuyến phiêu lưu vừa dễ thương, vừa đầy hấp dẫn mà game thủ khó lòng mà bỏ qua. Bạn nghĩ rằng những khung cảnh hùng vĩ trong thế giới của Horizon sẽ trở nên kém hấp dẫn khi được chuyển thành dạng LEGO? Đừng có vội kết luận, mọi thứ đã được thiết kế để tạo ra những câu đố thú vị và các màn tương tác vô cùng độc đáo giữa các nhân vật với môi trường xung quanh. Và bởi vì đây là một tựa game LEGO, nên đừng quên rằng bạn hoàn toàn có thể chơi cùng một người bạn khác. Hãy cùng nhau khám phá và chinh phục mọi thử thách trên hành trình đầy sắc màu này. Bạn đã sẵn sàng để cùng Aloy bước vào một thế giới LEGO đầy mới lạ? Đánh dấu lịch ngay ngày 14 tháng 11 nhé, vì LEGO Horizon Adventure sẽ chính thức ra mắt trên PlayStation 5, Nintendo Switch và PC. And making a home.
the Thunder Dog. Ngày 20 tháng 11 này, một tựa game đã được cả cộng đồng game thủ háo hức chờ đợi sẽ chính thức ra mắt trên Xbox Series XS và PC. Đó chính là Stalker 2, Horse of Chernobyl. Đây là phần tiếp theo của loạt game đình đám đến từ GSC Game World. Một lần nữa, bạn sẽ được bước chân vào vùng đất Chernobyl đầy rẫy nguy hiểm, nơi các yếu tố phóng xạ đã biến vùng đất này thành một địa điểm đầy độc biến và bí ẩn. Sự kết hợp giữa bắn súng góc nhìn hướng nhất, nhập vai và yếu tố kinh dị sẽ khiến mỗi giây phút trong game đều đầy kịch tính. Trong Stalker 2, bạn không chỉ đối mặt với những mối đe dọa vô hình mà còn phải quyết định liệu mình sẽ đi đến đâu, khám phá những cơ vật quý giá hay trả giá bằng chính mạng sống của mình. Với một trong những bản đồ lớn nhất từng thấy trong ngành game, Stalker 2 không chỉ có quy mô rộng lớn mà còn chứa đầy nhiệm vụ ẩn và mối nguy hiểm bất ngờ. Từng quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc hành trình nhỏ lẻ mà còn định hình nên cái kết của toàn bộ câu chuyện. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với vùng đất cấm. Mọi sự lựa chọn sẽ quyết định số phận của bạn trong Stalker 2. Chờ đón tựa game này vào ngày 20 tháng 11 trên Xbox Series XS và PC. Và sau đây là các tựa game còn lại sẽ được ra mắt trong tháng 11 năm nay. Vậy là những tựa game hấp dẫn sẽ chính thức ra mắt trong tháng 11 đã được điểm qua. Bạn đang háo hức chờ đợi tựa game nào nhất? Hãy để lại bình luận cho Hello Shop biết ngay nhé. Và đừng quên, những tựa game này sẽ sớm có mặt tại Hello Shop. Nếu đã chấm được game nào rồi thì hãy nhanh tay liên hệ với Hello Shop để nhận thông tin đặt hàng và sẵn sàng trải nghiệm ngay từ ngày đầu tiên ra mắt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.